Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Văn Đại Khoa, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Eric. Và mã số sinh viên của mình là CV01HB003. Và mình là thành viên của lớp Happy 3. Thì ngày hôm nay xong cái bài tập của bộ môn phát triển thương hiệu thì mình sẽ review lại về cái nội dung mà chúng ta đã được học trong ngày hôm nay, và cũng như mình sẽ chia sẻ về những cái điều mà mình nắm được trong cái nội dung lần này, cũng như là mình sẽ lấy ví dụ để cho mọi người có thể là dễ hiểu nhất có thể. Đấy, thì đầu tiên trong ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được là cái việc chúng ta muốn phát triển thương hiệu thì cái thương hiệu của chúng ta sẽ bắt nguồn từ những cái giá trị thực. Những cái giá trị thực này nó sẽ càng ngày càng vang xa hơn nữa nếu như mà chúng ta nắm bắt được cái giá trị đó, và cũng như chúng ta sẽ tận dụng nó và làm việc hay là gọi là phát triển nó lên. Đấy thì gọi là giá trị này thì nó sẽ được thông qua, hay còn gọi là biểu hiện qua cái việc là cái chuyên môn của chúng ta như thế nào. Thì có thể nói một cách dễ hiểu hơn đi, là chúng ta muốn có được cái thương hiệu thì chúng ta cần là phải gọi là trước tiên ấy, là chúng ta phải biết được và cũng như phải có được cái chuyên môn về một cái lĩnh vực nào đó. Đấy thì ngày hôm nay thì chúng ta thứ nhất là chúng ta đã được thấy là cái thương hiệu của chúng ta sẽ bắt nguồn được cái giá trị thực. Và thứ hai là cái việc là cái giá trị đó cũng như là cái thương hiệu của chúng ta ấy, thì cần phải thông qua, mà trước tiên là phải có cái chuyên môn. Thì hôm nay là mình sẽ gọi là đi sâu vào cái từ khóa chuyên môn này, cũng như là có một cái từ khá là quen cũng như là khá là gần nghĩa với cái từ chuyên môn này, có nghĩa là chuyên ngành. Thì chúng ta xem là hai cái từ khóa này thì sẽ gọi là có điểm giống khác như nào, giống và khác nhau như thế nào. Đấy, thì đầu tiên đi, chuyên môn thì chúng ta có thể nghe qua được là chắc là cái gọi là mình hiểu này, hay là mình gọi là làm quá quen được một cái lĩnh vực cụ thể nào đấy rồi. Thì chuyên môn ở đây là cái khả năng cũng như là cái kiến thức gọi là chuyên sâu rồi về cái một cái lĩnh vực cụ thể đi, và cũng như đây là cái điểm mạnh của chúng ta, mà cũng như là chúng ta điều mà chúng ta gọi là thật sự rất là tự tin này, rất là giỏi cũng như rất là am hiểu đấy. Thì khi mà chúng ta có chuyên môn thì chúng ta có thể và có những cái giải quyết được những cái vấn đề phức tạp này trong một cái lĩnh vực nào đó này, hay cũng như là chúng ta sẽ tặng nó được một cái giá trị đối với người khác. Hay còn có thể nói đơn giản hơn đi, cái chuyên môn này thì chúng ta có thể linh hoạt ứng biến mọi lúc gọi là cái có một cái sự việc nào đấy xảy ra, vì chúng ta đã quá quen với cái gọi là cái ngành nghề này rồi. Thế thì ví dụ đi, một bạn thiết kế đồ họa này, thì nếu mà một người mà chuyên môn, một bạn ấy là chuyên môn rồi ấy, thì có thể là bạn ấy sẽ biết cách sử dụng những cái công cụ này, những cái phần mềm thiết kế để có thể tạo ra những cái sản phẩm nổi bật, hay hoặc là những cái sản phẩm gọi là bắt mắt người xem chẳng hạn. Đấy thì đầu tiên là về cái chuyên môn, thì tiếp theo là về chuyên ngành đi. Thì chuyên ngành là một cái lĩnh vực rất là rộng lớn rồi, chúng ta có thể nghe chuyên ngành như là nếu mà chúng ta đi học đi, thì chuyên ngành là marketing này, thương mại điện tử này, gọi là quản trị kinh doanh này. Đấy thì chuyên ngành là một cái lĩnh vực gọi là rộng lớn này, hoặc là cái ngành nghề mà chúng ta đang hoạt động đó, thì nó bao gồm tất cả các cái lĩnh vực này, hay là một cái công ty hay tổ chức nào đấy hoạt động trong cái lĩnh vực đó. Đấy thì khi mà chúng ta hoạt động trong một cái chuyên ngành cụ thể ấy, thì chúng ta cần phải gọi là nắm rõ được là cái quy tắc này, thị trường này trong cái ngành đấy. Thì ví dụ như là lĩnh vực của chúng ta gọi là chuyên ngành đi, là một cái của một người thiết kế đồ họa sẽ làm gọi là có thể là ngành truyền thông này, hoặc là quảng cáo đấy, để có thể là nói kỹ hơn trong người một chút. Thì chuyên môn là khả năng mà kiến gọi là về cái khả năng này, cái kiến thức của chúng ta sâu rộng trong một cái lĩnh vực cụ thể, cũng như là đây là cái điểm mạnh của chúng ta, và chúng ta sẽ gọi là thật sự và giỏi và ăn của nó. Thế thì có thể là ví dụ về cái chuyên môn đi, thì chuyên môn khi mà chúng ta là một cái người nghệ sĩ, một người họa sĩ chẳng hạn đi, thì chúng ta có thể tạo ra được những cái chân dung thật là tuyệt vời này, rất là đẹp này, cũng như là chúng ta dành nhiều năm để có thể phát triển ra được cái kỹ năng nghệ thuật của mình. Và tiếp theo là về cái chuyên ngành, thì chuyên ngành là một cái lĩnh vực rất là rộng lớn rồi, nó sẽ bao hàm hết tất cả các ngành nghề mà chúng ta đang hoạt động ở bên trong cái ngành đó, bên trong cái ngành đó, bao gồm là về lĩnh vực công ty hay tổ chức, hay về cách thức hoạt động, hay là quy tắc này. Đấy thì lĩnh vực chuyên ngành của chúng ta là nghệ thuật, cũng như là
gọi là nguyên tắc thiết kế chẳng hạn đấy. Thì đối với cái việc phát triển thương hiệu ấy, tại sao nó lại là gọi là gốc rễ của cái vấn đề, thì vì khi mà gọi là chúng ta muốn phát triển thương hiệu lên, chúng ta gọi là muốn đưa cho mọi người gọi là đến lúc mà chúng ta đã đến cái bước mà chúng ta quảng bá cho mọi người rồi ấy, thì trước tiên là chúng ta cần phải có một cái nền móng vững chắc. Thì cái chuyên ngành cũng như cái chuyên môn chúng ta am hiểu nó, chúng ta hiểu rõ nó, thì chúng ta có thể là gọi là áp dụng vào và cũng như là phát triển cái thương hiệu chúng ta một cách bền vững, mà từ đấy là chúng ta mới có thể là gọi là tạo ra được cái giá trị cũng như là mang đến cho mọi người đấy. Thì vậy thì mình có đặt một cái câu hỏi là vậy thì khi mà chúng ta kết hợp với cái chuyên ngành và chuyên môn thì sẽ như thế nào. Vậy thì bằng cách mà chúng ta gọi là kết hợp cái chuyên môn của mình này, ví dụ như là tạo ra cái chân dung một cái gọi là một cái tác phẩm tuyệt vời này, với cái lĩnh vực mà chúng ta chuyên ngành đó là nghệ thuật cũng như là gọi là nguyên tắc thiết kế này, thì chúng ta sẽ có những cái gọi là một cái bức tranh của chúng ta tạo ra ấy, sẽ có một cái quy chuẩn cũng như là chúng ta sẽ tạo ra một cái giá trị rất là độc đáo. Thì ví dụ đi, bạn gọi là không chỉ là một cái người nghệ sĩ hay người họa sĩ xuất sắc, mà còn gọi là một người rất là hiểu rõ về các cái nguyên tắc thiết kế hình ảnh của mình này. Ví dụ như là cách làm cho chân dung chúng ta trở nên hấp dẫn hơn và cũng như là thẩm mỹ hơn trong cái môi trường thiết kế chẳng hạn, hay là chúng ta gọi là biết phối màu sắc như thế nào, biết gọi là phối cái quang cảnh như thế nào sao cho gọi là nhìn vào, họ nhìn vào không chỉ là một bức tranh mà còn gọi là một cái ẩn chứa một cái thông điệp ở bên trong đấy, thì đó là một cái nghệ thuật của cái người họa sĩ. Thì kết quả là khi mà thương hiệu của chúng ta trong một cái lĩnh vực nghệ thuật hay một cái lĩnh vực thiết kế chẳng hạn sẽ được xây dựng từ cái gọi là kết hợp giữa chuyên môn này và cái việc chúng ta sẽ tạo ra cái nội dung cái gọi là chân dung tuyệt vời đấy, và cũng như là cái chuyên ngành sẽ là cái nghệ thuật và cái nguyên tắc thiết kế của chúng ta, thì điều này chúng ta sẽ làm ra gọi là cái thương hiệu, cái sản phẩm của chúng ta thật sự là nổi bật trong cái ngành đó, cũng như là chúng ta sẽ tạo ra được cái giá trị đặc biệt trong cái công việc của mình. Thì qua đó chúng ta có thể thấy được là cái gọi là khi mà chúng ta áp dụng cái chuyên môn, khi mà chúng ta biết được là chúng ta cần phải gọi là nhấn mạnh vào cái chuyên môn của cái chuyên ngành của chúng ta, thì chúng ta khi mà chúng ta xây dựng và phát triển thương hiệu của mình ấy, thật sự là đi lên rất là vững chắc này, vẫn rất là gọi là được làm ra những cái sản phẩm có gọi là tính sáng tạo này, có một cái tính đột phá cũng như là độc đáo này, thì từ đấy chúng ta có thể thấy được cách để tạo ra giá trị cũng như là mang đến cho mọi người, hoặc như mọi người biết được đến thương hiệu của chúng ta, sản phẩm của chúng ta cũng như dịch vụ của chúng ta là như thế nào, thì từ đấy họ có thể trở thành một khách hàng trung thành này, một khách hàng tiềm năng của chúng ta cũng như là một cái khách hàng gọi là lâu đời của chúng ta. Thì đó là cái nội dung của mình muốn nhấn mạnh, là thứ nhất, thương hiệu của chúng ta được bắt nguồn từ cái giá trị thực, có nghĩa là cái giá trị này sẽ được thông qua cũng như được biểu hiện qua bằng cái việc là cái chuyên ngành và cũng như cái chuyên môn mà chúng ta biết đấy. Thì mình cũng đã gọi là cho mọi người thấy rõ được là cái chuyên môn và cái chuyên ngành khác nhau ở điểm nào cũng như là giống nhau ở điểm nào, và cũng như là khi mà chúng ta kết hợp hai cái yếu tố này vào thì nó sẽ làm cho chúng ta, cũng như nó sẽ tạo ra cho chúng ta là những cái gì. Đó là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong cái clip ngày hôm nay. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo của bộ môn phát triển nghiệp cá nhân.